Phẫu thuật bảo tồn, tạo hình thẩm mỹ, mang lại tự tin cho chị em mắc ung thư vú. Với sự phát triển của y học hiện đại, việc điều trị ung thư vú không chỉ hướng đến kiểm soát tốt căn bệnh này mà còn đòi hỏi tính thẩm mỹ cao, giúp nhiều chị em tự tin. Đội ngũ bác sĩ bệnh viện K đã triển khai thành công nhiều ca phẫu thuật với các phương pháp mới cho bệnh nhân ung thư vú. Đó là phẫu thuật nội soi một lỗ cắt tuyến vú, kết hợp tạo hình mới. Đây là ca bệnh phẫu thuật tiết kiệm da, bảo tồn quầng núm vú, kết hợp tạo hình thẩm mỹ. Bệnh viện K là một trong những đơn vị y tế đầu tiên áp dụng nhiều kỹ thuật mới này ở Việt Nam trong những năm qua. Đây là bệnh nhân được phẫu thuật loại bỏ toàn bộ tổn thương ở vú, nạo vết hạch và tạo hình bằng túi ngực trong cùng một cuộc mổ. Bệnh nhân 45 tuổi phát hiện ung thư vú giai đoạn sớm, với biểu hiện ban đầu chỉ là thấy khối u di động và nhói đau. Đi khám và được chẩn đoán ung thư vú. Dù khá lo lắng nhưng được các bác sĩ cho biết, bệnh ở giai đoạn sớm có thể phẫu thuật kết hợp tạo hình cân đối hai bên nên cũng lạc quan hơn. Cách đây khoảng 1-2 tháng, tôi sờ thấy khối u ở vùng ngực trái. Tôi đến bệnh viện kiểm tra và phát hiện ra. Sau khi phát hiện sớm thì bác sĩ cũng đã tư vấn cho tôi là đặt túi ngực và tái tạo lại tuyến vú như ban đầu. Sau khi phẫu thuật ngày thứ nhất, ngày thứ hai thì tôi đã có thể đi lại bình thường được. Và đến hiện tại, sau 5 ngày điều trị thì tôi thấy hoàn toàn khỏe mạnh, thấy hài lòng với cái kết quả phẫu thuật. Trong cái điều trị ung thư vú thì cái việc mà chúng ta phát hiện được sớm nhằm là phát hiện khi mà cái tổn thương mà thậm chí không sợ thấy. Thế thì những tổn thương như vậy thì chúng bệnh nhân có nhiều cơ hội phẫu thuật bảo tồn kèm theo tạo hình tại chỗ. Thì cái việc đó sẽ đem lại không những là hiệu quả về mặt điều trị, hiệu quả về thẩm mỹ, còn hiệu quả về kinh tế. Thế đối với trường hợp mà muộn hơn hoặc bệnh nhân có các nhu cầu khác, ví dụ như nhu cầu mà muốn tạo hình cả hai bên hoặc là muốn làm đặc hai bên v.v. Thế thì có những các biện pháp tạo hình khác, ví dụ như là lấy các cái vạt của cơ thể hoặc là các cái vật liệu độn thì chúng ta có thể tái tạo được ngực cho những bệnh nhân điều trị ung thư và đạt được cái hiệu quả rất là cao. Việc triển khai kỹ thuật mới với nhiều ưu điểm thể hiện sự nỗ lực của các bác sĩ, đặc biệt trong nâng cao chất lượng điều trị, không chỉ kiểm soát bệnh tốt, hướng tới chữa khỏi mà còn nâng lên một bước, đảm bảo thẩm mỹ, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người bệnh. Trong cuộc chiến chống ung thư, thành công hay không được quyết định ở việc phát hiện sớm hay muộn. Do đó, lời khuyên của các bác sĩ dành cho chị em là nên tầm soát ung thư hàng năm, tự kiểm tra, khám vú tại nhà để phát hiện sớm tổn thương. Và đừng quên giữ lối sống lành mạnh, chế độ dinh dưỡng, nghỉ ngơi hợp lý để phòng ngừa bệnh. Bệnh viện K cơ sở 43 Quán Sứ đã hoạt động trở lại. Đây là địa chỉ tin cậy để chị em lựa chọn tầm soát ung thư, chăm sóc sức khỏe.